Chu Piz được biết đến là producer vía của Tứ Linh, cũng chính là nhà sản xuất tỷ view của rap Việt mùa 3. Tư duy âm nhạc của anh chàng này đỉnh đến mức khiến giới trẻ u mê không lối thoát. Chu Piz, tên thật là Phạm Phú Nguyên, sinh năm 1998 tại Hà Nội, là một rapper kiêm producer trẻ nổi tiếng trong cộng đồng underground tại Việt Nam. Ít ai biết, anh chàng này từng du học ngành công nghệ máy tính tại Temple University ở Philadelphia, Mỹ. Sở hữu thân hình săn chắc, cùng tài năng âm nhạc nổi trội, producer Gen Z được nhiều cô gái yêu thích. Tuy nhiên, anh chàng rất kín tiếng về chuyện tình cảm, thay vào đó là mong muốn khán giả nhìn nhận mình qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Năm 2020, Chu Piz quyết định từ bỏ ngành công nghệ máy tính, trở về quê hương theo đuổi đam mê âm nhạc. Đó cũng là thời điểm Rap Việt mùa 1 diễn ra. Nam producer cũng cho biết thêm, việc bản thân ngừng học hóa ra lại có mối liên hệ mật thiết với Pretty Sick, người nhận được chiếc nón vàng của Ramastic tại Rap Việt mùa 2. Cả hai học cùng trường và Pretty Sick đã cho anh nghe nhạc của những người trẻ tại Việt Nam như Lauzy, The Link, MCK. Với một khoảng thời gian dài sống tại Mỹ, Chu Piz chắc chắn đã có những va chạm nhất định với văn hóa và cách làm nhạc tại đây. Chàng trai trẻ khẳng định bản thân không làm nhạc theo một thể loại nhất định, thậm chí trong một bài có thể có rất nhiều thể loại. Chu Piz được biết đến qua những bản nhạc theo hướng flex, khoe khoang, thể hiện cái tôi, phản ánh một phần hành trình khi bắt đầu đến với âm nhạc của mình. Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ có xu hướng thực hiện nhiều ca khúc R&B mang tính chất xoa dịu và chữa lành, lấy cảm hứng từ sở thích luyện tập yoga, thiền định hàng ngày. Ngoài R&B, anh còn có khả năng cân đường nhiều thể loại khác như house, electronic, rock nhờ tư duy âm nhạc tốt, từ đó trở thành producer sở hữu lượt view cao nhất TikTok 2,9 tỷ. Chia sẻ về quan điểm làm nhạc, Chu Piz khẳng định mỗi thể loại và hình thức âm nhạc đều có nét cuốn hút riêng, tôi không có sự phân biệt đối với nhạc thị trường, nhạc TikTok hay nhạc indie. Tháng 4 năm 2023, có thông tin cho thấy Chu Piz gia nhập S-Hub do ST319 đồng sáng lập. Điều này hứa hẹn sẽ giúp chàng trai có thêm nhiều sự hỗ trợ, cơ hội để khẳng định khả năng cũng như phát triển sự nghiệp theo một cách bài bản hơn. Từng lái chiếc beat cháy tai, chú chó trên ô tô, cho Tứ Linh tại Rap Việt mùa 1, anh trở lại mùa 3 của chương trình với vai trò nhà sản xuất âm nhạc chính. Thu về 5 tỷ lượt xem, producer Gen Z chính là hitmaker, đứng sau những phần thi thành công có thể kể đến như Nơi Ta Sống, Mike Lodic, Long Nón Lá, Yêu Hay Không Yêu, Tọi Hira, Vành Khuyên Nhỏ, Lil Grey. Bước ra khỏi Rap Việt, Chu Piz liên tục đồng hành cùng rapper Tứ Linh, tạo nên loạt bản hit Gậy Yêu Dấu Của Em Ơi, Gái Độc Thân, Strip Em Down và đặc biệt là Nếu Lúc Đó. Ca khúc từng đứng vị trí quán quân trên cả hai bảng xếp hạng Billboard Việt Nam suốt nhiều tuần liền. Ngoài ra, anh còn là chủ nhân của các bản phối ấn tượng như Em Yêu của Andre Ryan, Bình Gold, Cần Gì Nói Yêu, Là Vì Ai, Điều Anh Luôn Giữ Kín Trong Tim, MCK, Tứ Linh. Được biết, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, Chu Piz và Tứ Linh đã luôn hướng đến việc sáng tạo một cách tự do và không đặt ra bất kỳ giới hạn hay tiêu chuẩn cụ thể nào. Một ví dụ điển hình là ca khúc Nếu Lúc Đó, bài nhạc buồn nhưng không quá u ám, mang đến sự an ủi cho chính hai người sáng tác và những người yêu nhạc. Ca khúc được xây dựng trên nền hợp âm 251, một hợp âm phổ biến trong thể loại nhạc R&B, ballad, đặc biệt là tại Việt Nam. Chu Piz cho biết bản thân và ekip muốn sử dụng hợp âm này để tạo ra cảm xúc đa chiều, kết hợp sự buồn bã và hy vọng trong một ca khúc, tạo nên trạng thái cảm xúc gọi là happy set, đồng thời muốn gửi lời cảm ơn tới nhà sản xuất New L, người đã giúp anh và Tứ Linh nhanh chóng xây dựng phần dây nhạc cho Nếu Lúc Đó. Khi nghe lần đầu tiên, producer Gen Z đã không kìm được nước mắt vì sự hạnh phúc. Anh hiểu rằng thành công của một ca khúc đến từ sự đóng góp của nhiều yếu tố và nhiều người. Vì vậy, chàng trai cảm thấy rất may mắn được làm việc cùng với producer New L. Với vai trò là một producer, Chu Piz không chỉ tập trung vào một thể loại âm nhạc cụ thể, bởi anh nhận thấy mỗi thể loại nhạc và hình thức âm nhạc đều có sức hấp dẫn riêng. Bất kể đó là nhạc thị trường, nhạc TikTok hay nhạc indie và không phân biệt đó là nhạc house, nhạc hip hop, nhạc R&B hay ballad. Đặc biệt, nam nghệ sĩ không lo ngại việc ca khúc Nếu Lúc Đó được remix bởi các producer khác, mà ngược lại, anh thấy vinh dự và tò mò về cách các producer và nghệ sĩ sẽ tái hiện bài hát này như thế nào. Cũng trong thời gian này, Piz chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Tình Quá Ác kết hợp cùng Grady. Ca khúc sau này sử dụng các chất liệu âm nhạc khác nhau như R&B, Soulhouse, Dance, Electronic, Bossa Nova, Rock. Theo nhà sản xuất gốc Hà Nội, sự đa dạng trong thể loại nhạc góp phần tạo nên cảm xúc, không gian cho bài. Ca khúc này chắc thuộc thể loại nhạc lắc lành, theo ngôn ngữ giới trẻ vẫn nói. Đối với tôi, đó là nhạc quẩy nhưng vẫn có sự chữa lành, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, thư giãn. Tình Quá Ác cũng chính là ca khúc mở màn cho dự án The Sunset Mixed Album, bao gồm 8 ca khúc được sản xuất bởi producer Gen Z, Gậy Yêu Dấu Ơi, Em Là, Hoàng Hôn, Thật Tình, Anh Chỉ Muốn, Thức Thâu Đêm Để Suy Nghĩ Về Em và Nếu Dự Báo Lúc Đó Mưa. Nói về màn hợp tác cùng Grady, Chu Piz chia sẻ, tôi luôn thần tượng Grady về khả năng hát nên giai điệu đi vào lòng người và đặc biệt là khả năng sản xuất âm nhạc của cậu ấy nữa. Cả hai đã được dịp cùng nhau sản xuất nên ca khúc này khác với những trải nghiệm trước đây của tôi khi nghệ sĩ không trực tiếp tham gia chọn âm thanh, giai điệu hay nhạc cụ trong bài hát.